thì nước cốt dừa thì theo là sẽ múc ra cho các bạn thấy nha. Đây, đây nè các bạn, thay là múc luôn cái cháo dừa. Bây giờ nó ở phía dưới nó có một miếng có ở dưới trong, còn ở trên thì nước cốt dừa. Các bạn thấy, các bạn nhìn xem bên trong sẽ thấy nè. Hello, chào các bạn. Thay là hôm nay muốn giới thiệu với các bạn một cái món cũng rất là hấp dẫn các bạn ơi. Cái món này gọi là rau câu trái dừa. Thì hôm nay Taylor sẽ dùng cái rau câu dẻo để nấu ra cái rau câu trái dừa này hôm nay. Bạn nào mới tới channel của Taylor, Taylor rất vui được làm quen với các bạn. Taylor mong rằng các bạn sẽ bấm subscribe ở dưới cái màn hình để subscribe vào channel của Taylor. Nếu mà các bạn thích cái món rau câu trái dừa của Taylor ngày hôm nay, xin vui lòng bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cái rau câu trái dừa này thì nguyên liệu rất là đơn giản các bạn. Chỉ cần các bạn mua một trái dừa giống như đây, thì thay là mua một trái dừa rồi mình cưa cái trái dừa nó ra, mình lấy cái nước dừa các bạn, rồi mình nấu cái rau câu mình đổ vô lại. Ở đây thay là sẽ có một trái dừa nha, một trái dừa tươi. Mình lấy nước thì ở đây thay là mua một trái dừa, nhưng mà trái dừa nó đâu có nhiều như vậy, mình cần một lít nước dừa, mình mua nước dừa thêm ở ngoài đó các bạn. Rồi ở đây thì là có thêm nửa cup nước cốt dừa nè các bạn, với lại 50g đường. Cái 50g đường này tùy theo cái nước dừa của bạn các bạn nha. Nếu như nó ngọt quá thì mình dùng ít đường, còn nếu như mà nó lạc á thì mình dùng thêm đường nha, tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Cái này thì rau câu dẻo nè các bạn, rau câu dẻo thì thay là mua trong cái gói nó giống gì đây. Cái này là 10g. 10g này thì thay là dùng chỉ có trong ta cái gói này theo cái hướng dẫn á, 10g thì dùng 3 lít nước dừa, nhưng mà hôm nay Taylor chỉ dùng 5g thôi, tại vì mình có 1 lít nước dừa hả. Mình nấu hơi đặc tí để cho nó ngon. Thì đây Taylor có thêm mấy cái khuôn nhỏ nhỏ, nếu mà mình làm dư á mình đổ vô cái khuôn này. Ok, bây giờ bắt đầu nhé các bạn. Bắt đầu thì Taylor sẽ lấy cái bột rau câu này nè, mình trộn chung với cái đường, trộn chung với đường để cho nó đều hết. Còn cái nước cốt dừa này mình sẽ đổ vô cái xoong mình nấu nha các bạn. Rồi mình lấy cái nước dừa này mình đổ vô cái xoong mình nấu, hay là sẽ đổ vô đây hết luôn. Cái bột rau câu này mình sẽ trộn chung với lại cái đường cho nó đều. Khi mà cái nước dừa nóng lên đó các bạn, mình sẽ đổ vô vô đây mình nấu chung. Rồi các bạn, bây giờ cái nước dừa của mình nấu đã sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ đổ đường với lại rau câu mình trộn chung nè vào. Khi mình đổ thì mình sẽ quậy đều vô trong cái nước. Đổ từ từ vô. Rồi sau khi mình bỏ hết rau câu với đường vô thì mình sẽ để cho nó sôi khoảng chừng 5 tới 10 phút để cho rau câu nó nở ra. Rồi các bạn, sau khi mình đổ rau câu vô, mình sẽ đứng đây mình quậy cho nó đều trong vòng 5 tới 10 phút thì rau câu nó sẽ nở ra đều và chín, thì mình mới lấy đổ vô trái dừa được. Trong khi mình quậy á các bạn, nó sẽ nổi lên cái bọt trắng trắng giống như đây. Không sao hết, mình để nó một chút nữa, khi mà rau câu nó chín á thì mình lấy ra mình vớt chút xíu và mình đậy nắp lại chút xíu là nó sẽ hết cái bọt. Nãy giờ nó sôi khoảng chừng 5-6 phút rồi các bạn, cái rau câu đã nở hết. Bây giờ mình tắt lửa. Các bạn thấy cái bọt á, nó trên nó cũng tan hết. Thì mình để cho nó nguội chút xíu, khoảng chừng 5 phút trong cái xoong này các bạn, là cái bọt nó tan hết luôn, cái rau câu mình nó sẽ trong lại. Rồi mình mới bỏ vô trái dừa. Rồi các bạn, bây giờ sau 5 phút rồi, rau câu của mình nó cũng trong lại bớt rồi các bạn. Cho nên bây giờ mình đổ vô cái trái dừa, mình sẽ múc từng muỗng. Mình bỏ vô trái dừa này nha các bạn. Mình cũng không có múc đầy lắm đâu các bạn,
Tại vì phía trên một hồi nữa mình bỏ thêm một cái lớp nước cốt dừa nữa. Rồi mình sẽ làm thêm mấy cái khuôn giống gì đây. Rồi còn như đây thì mình sẽ đổ nước cốt dừa vào cái dừa này, nước cao cao rồi các bạn. Ok các bạn, cái rau câu này nè các bạn đụng ngón tay sơ sơ á thì nó đặc kinh nè các bạn. Trên trái dừa mình cũng đụng sơ sơ, cái này nó còn chưa đặc khung nhưng mà nó mình đổ cái bên này trước. Rồi bây giờ mình sẽ đổ một lớp nước cốt dừa, rau câu nước cốt dừa ở trên nha. Mình đổ nhẹ nhẹ không thôi nó lủng cái lỗ ở dưới. Đây các bạn, mình sẽ đổ luôn cho trái dừa này. Mình sẽ dùng cái muỗng để mình đổ lên cái muỗng cho nó lủng cái lỗ cái lớp chăm của mình. Rồi các bạn, rồi bây giờ mình sẽ để cái trái dừa này cho nó đặc hơi sơ sơ, xong rồi mình để vào tủ lạnh khoảng chừng nửa tiếng sau là mình có thể ăn được rồi các bạn. Hello các bạn, đây là thành quả rau câu trái dừa của mình đây. Wow, look at this. Bây giờ nhìn các bạn nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Cái màu thì trong veo rất là đẹp. Ở dưới đây thì là có để một miếng đây các bạn. Mấy cái miếng mình đổ ở ngoài thì mình để dưới, còn ở trong trái dừa thì mình chưa có múc ra một chút nữa. Khi thay lời ăn á thì là sẽ múc ra cho các bạn xem. Bây giờ nó giống gì đây. Wow, giống như mình đang ở Hawaii vậy các bạn, giống mình đang đi nghỉ mát nè. rất là dễ thương. Bây giờ Taylor sẽ múc ra một miếng để cho các bạn thấy bên trong nó như thế nào. Thì nó cũng có hai lớp, một lớp trong với lại một lớp nước dừa, thì nước cốt dừa, thì Taylor sẽ múc ra cho các bạn thấy nha. Đây, đây nè các bạn, Taylor múc luôn cái cháo dừa. Bây giờ nó ở dưới, phía dưới nó có một miếng có ở dưới trong, còn ở trên thì nước cốt dừa. Các bạn thấy, các bạn nhìn xem bên trong sẽ thấy nè. Rồi bây giờ thay là ăn thử cái miếng này luôn. Đây các bạn, mình sẽ ăn thử cái miếng này rồi xong mình chia sẻ cho các bạn mình cùng biết nha. Cái món này á, thì thay là ăn rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đi Cali chơi là lúc nào cũng vô tiệm mua một trái dừa có cao cao trong đó. Ăn rất là ngon. Rất là dẻo luôn các bạn ơi. Dùng cái nước dừa mình nấu cao cao á, nó thơm gì đâu luôn á. Ăn rất là ngon. Rất là ngon rồi các bạn. Cái rau câu thì nó dẻo, nó giống như cháo lòi, nó mềm mềm. Còn cái nước dừa nó thơm thơm, béo béo. Còn cái nước rau câu trong á thì nó thơm, rất là thơm mùi nước dừa. Ăn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Wow, để mình ăn miếng nữa. Để mình múc bên trong nè. Đó, các bạn thấy không? Bên trong nó có rau câu trong. Rau trong, rau câu trong thì nó trong veo luôn. Còn nước dừa ở trên đó thì nó giống như cháo của trái dừa các bạn. Rất là ngon. Đậu ngọt thì vừa phải, không có ngọt lắm. Rất là ngon luôn các bạn. Rau câu dẻo mà làm cái kiểu này á,
ăn rất là mê luôn á các bạn. Cái này mình để vô tủ lạnh á, mình lấy ra mình ăn là hết sảy. Wow, các bạn thấy không? Một bên trắng, một bên trong nè. Dẻo rất là ngon. Nếu mà các bạn có cơ hội thì nên làm cái món câu câu trái dừa gọi giống thay lời ngày hôm nay. Ăn rất là ngon các bạn, rất là hấp dẫn. Mấy cái công thức á, thì thay lời sẽ để vào cái khung hướng dẫn ở dưới cái phim. Thì bạn nào mà thích cái câu câu trái dừa của thay lời ngày hôm nay, đừng quên bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nếu mà bạn nào mà chưa có bấm subscribe vào channel của Thay Lời thì bấm subscribe ở dưới màn hình luôn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.